Xin chào các bạn nha. Thì cái kế hoạch đỡ những chị em ở trên vùng cao đó, nơi khó khăn đấy, thì đến thứ tư tuần này thì mình cùng một số các bạn mà người quen của mình các thứ thì sẽ lên đấy, cũng đã tìm được địa điểm rồi, và nó tầm một cái trường 31 trường, một trường khó khăn ở trên vùng sâu xa 31 em bé. Thì bây giờ mình cũng đang nhờ người là mua quần áo và sách vở các thứ, còn là vấn đề về bánh kẹo thì bây giờ mình với vợ mình sẽ đi mua bánh kẹo để cho, tại vì cũng đi từ thiện lần này là cũng vào cái dịp Tết Trung Thu đấy, gọi là Tết thiếu nhi đấy, thì mình lên đấy bọn mình cũng sẽ tổ chức cho các em luôn đấy, để giúp đỡ các em, và còn sẽ xây thêm một số công trình ở trên đấy luôn. Chi phí của chuyến đi lần này là tự gia đình mình bỏ ra, không kêu gọi bất cứ ai. Thì chuyến đi này thì mình lên đấy thì mình mời mọi người theo dõi, thì cái chuyến đi này có thể là lên đấy là mình sẽ quay lại, thì ở đấy chắc là phong cảnh rất là đẹp, tại vì ở vùng trong núi rừng ấy, với lại mình sẽ xem cái bản làng những người dân tộc ấy họ sống với lại phong tục của họ như thế nào, mọi người theo dõi nhé. Bây giờ mình đi mua bánh kẹo. 9 này. 20 này. Không, 20 này. 22 này. 22. 25 này. 27. 30. 33 này. 3. 35. Rồi, 5. Đủ rồi. Là kẹo này. 35 này. Kẹo là đủ nè. Kẹo là đủ nè. Còn bánh đây nữa này. Đây là thạch này. 3 này. 5. Cả một thùng đây nữa, 20 đó là thùng thạch, là 35. Còn bánh gạo đang thiếu không? Bánh gạo đang đấy. Đang 7 khối nữa. 7 khối nữa là mình phải đi bay trời. Không thì tay đi. Mang sang đi với khối nữa. Khó rồi, khó rồi. Không cố thì bánh gạo khác cũng được. Cố không? Có bánh gạo khác không? Đấy. Ăn đủ rồi, đi bay đây mà. đang thiếu bánh này là đang thiếu 10 cái nữa, chắc là tí nữa mình đi kiếm quán khác mua bánh Trung Thu ấy. Lấy tạm lấy ra đến thử coi. Bye.
đâu quên được. Anh nhớ thôi. Tính tiền cho cháu rồi. Với bánh trung thu. Bánh trung thu đó để bố mang cho các em bé ở trên chỗ trên vùng núi á. Ờ, cái chỗ người ta mấy em bé quốc hành á. Bánh ở bằng túi côn này. Ờ. Cái này á. Cái này cũng là bánh kẹo. Bánh kẹo hết các thứ. Để bố đi tổ chức. Ờ. Con có đi không? Chứ con không đi học à? Con thích đi học này con đi với bố. Đi với bố. Đi với bố à? Nhưng mà đi bố đi xa lắm á. Đi mấy ngày kia. Hả? Hả? Đi mấy ngày ở trên đấy có nhiều bạn lắm. Nhiều bạn. Ừ, nhiều bạn lắm. Cũng bằng tuổi con đấy. Ừ. Con đi không? Đi nha, chứ để lúc nào nếu là mẹ ơi cho con đi với bố nha. Tạm thời là bây giờ là mình mua đủ các phần quà bánh kẹo cho các bé rồi. Ở đây thì vừa bánh kẹo có thứ là hết 3,5 triệu. Với lại 9 cái bánh trung thu mua thêm bên ngoài nữa là 9 cái là 600 là thành 4,1 triệu. Nặng không? Không quá. Đây, cả bánh trung thu đây đó. Tại mua cái quán ở đấy là không đủ. Thôi cái túi bóng đấy để con chia phần sau. Đấy đấy. 4,1 triệu.
chi phí là khoảng là 100 triệu và hết 4 triệu mốt rồi. Thì sau mình lớp mình chơi mình phải chia phần ra. Rồi chào tạm biệt mọi người nhé. Bây giờ mình tạm thời nghỉ ngơi, tắm rửa lên nóng lắm rồi. Bye bye mọi người đi. Chào tạm biệt mọi người. Mình vào đây này. Chào tạm biệt mọi người.